chào tất cả các bạn. Ủa, cô Ánh ơi, cô Ánh cho cô lên cái bóng để làm gì vậy? Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi đó có tên là mang bóng về nhà. Cô Ánh đã cho cô Linh một cái bóng và cô Linh thích màu cam nên cho cô Linh màu cam nè. Còn cô Ánh có một cái bóng màu xám. Rồi ở đây cô Ánh chuẩn bị hai cái xẻo như thế này, một cái xẻo nhỏ và một cái xẻo to. Cô Ánh sẽ cho cô Linh cái xẻo nhỏ nha. Đây. Sao cô Ánh cho cô Linh cái xẻo nhỏ mà cô Linh thua làm sao? Không, cô Linh sẽ không dùng cái xẻo nhỏ. Cô Linh sẽ dùng cái xẻo tay. Cô Linh sẽ chiến thôi. Cái xẻo cô Linh to quá vậy, cô Anh sẽ thua mất. Không sao, chấp cô Linh luôn. Mình sẽ thật khéo léo để mình về đích trước cô Linh nha. Rồi các bạn ơi, mình lại đây. Cô Anh sẽ chỉ cho các bạn cách chơi nha. Rồi bây giờ mình chơi thôi. Để bắt đầu trò chơi này thì chúng ta cần phải có những thứ sau đây. Đầu tiên là cô Anh cần có một cái vạch mức như thế này. Cô Anh sẽ bỏ ở đây nha các bạn. Quay cho các bạn thấy nha. Rồi cô Ánh cần một cái rổ như thế này để mình bỏ bóng khi mà mình về đích đó các bạn. Bây giờ cô Ánh sẽ bỏ đầu kia nha. Đó, cái rổ cô Ánh đã để ở đằng kia rồi. Và bây giờ thì chúng ta cần phải có hai thứ sau nữa, đó là bóng và xẻo. Thì bây giờ cô Ánh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi nha. Cái xẻo này đây, cô Ánh đã cắt giấy và cô Ánh bấm lại thành hình cái xẻo như thế này. Các bạn nhờ ba mẹ giúp mình nha. Thì mình sẽ bỏ cái bóng này vào trong cái xẻo. Rồi đây mình cầm xẻo nha. Mình nhớ nha, mình đừng có lấy tay mình chạm vào bóng nha. Khi đi mình không thể chạm vào bóng đâu. Rồi mình cầm cái xẻo như thế này là mình di chuyển từ vạch mức đến đích là cái rổ đằng kia. Mình sẽ bỏ bóng vào cái rổ và ai là người nhanh hơn thì người đó sẽ là người chiến thắng nha các bạn. Và bây giờ thì mình chơi thôi cô Linh ơi. Chơi thôi. Quên là cô Linh có thể bên kia để cho một. Đồ dùng cho mình để mình có thể chơi trò chơi thú vị này nha. Và các bạn nhớ nha, quay clip và gửi cho cô Ánh cô Linh để cô Ánh cô Linh xem các bạn ở nhà chơi vui như thế nào nha. Cô Ánh và cô Linh đi chơi tiếp đây. Chào tạm biệt các bạn. Bye.